Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu hoa dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Thì mẫu hoa của mình có những cái cánh xoắn lại và xếp lớp với nhau. Đây là mặt sau và đây là mặt trước. Mình trang trí cái mẫu hoa này lên cột tóc nè, hoặc là các bạn cũng có thể trang trí lên những sản phẩm khác nhau ha, cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn và có thể đổi màu cho mẫu hoa của mình thêm đa dạng hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Sau đó đâm kim vào vòng tròn ta vừa tạo và móc vào đây cho mình 12 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Tiếp tục mũi kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Mũi kép đơn thứ tám. Mũi kép đơn thứ chín. Mũi kép đơn thứ 10. Mũi kép đơn thứ 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, ta di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên. Đây là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ha, móc vào đây cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Như vậy là mình sẽ tạo được một vòng tròn đầu tiên với 12 mũi kép đơn. Tiến hành cắt len ha. Sợi len ngắn ở phía sau của cái vòng tròn đầu tiên nè, các bạn nắm và guốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Thì mình sẽ hoàn tất được phần nhụy hoa. Bây giờ mình sẽ nếu các bạn muốn làm cánh màu vàng thì khoan cắt len ha, mình sẽ tiếp tục móc cái phần cánh hoa. Còn ở đây mình sẽ thay màu cho phần cánh hoa của mình. Chừa cho mình một đoạn len vừa đủ. Sau đó đưa sợi len ra phía sau của cái phần nhụy hoa. Ở sợi len thừa mà mình chừa ra của cái phần nhụy hoa á, phía sau nó là chân móc mũi dời nè, phía trước nó là chân mà mình móc mũi dời vào đó, thì sau đó sẽ là cái chân của mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi dời này. Kéo sợi len qua chân móc. Từ đây mình sẽ gây nên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Khi đã có được 10 mũi móc xích rồi, mình tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ lần lượt đâm kim vào 10 chân móc mà mình vừa tạo ở đây nè. Mình sẽ tạo một cánh hoa đầu tiên ha. Thì các bạn đâm kim vào chân đầu tiên, sau đó kéo len qua chân móc. Ta sẽ canh cho cái đoạn len này vừa phải thôi ha, cái mũi móc của mình vừa phải thôi nè, nó không quá chật tay. Trên kim được 2 mũi móc rồi, tiếp tục đâm kim đến chân thứ hai, kéo len. Cũng tương tự ha, giữ một đoạn len vừa được 3 chân rồi, đâm kim vào chân thứ ba, kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ tư, kéo len. Chân thứ năm, kéo len. Đâm kim vào chân thứ sáu, kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ bảy, kéo len. Chân thứ 8. Chân móc thứ 9. Và chân móc thứ 10. Khi mình đã đâm kim được vào 10 chân móc xích rồi,
Thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình một lần nữa vào chân móc mà mình bắt đầu móc của cái sợi dây móc xích này nè, là cái chân mũi dời của cái phần nhụy á. Đâm kim vào đó và kéo len. Trên kim của mình sẽ có tổng cộng là 12 chân móc nha. Từ đây mình sẽ tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Đây các bạn sẽ kéo len lần lượt qua hết chân móc trên kim nè. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế bên của phần nhụy hoa. Thì chân móc kế bên là cái chân móc này nè, là chân móc mà mình móc mũi dời của phần nhụy hoa. Đâm kim vào đó và móc một mũi dời. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len màu xanh vào trong mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được cánh đầu tiên ha, như thế này. Nó sẽ có cái độ cúp lại nè. Từ đây tiếp tục mình tạo cái cánh thứ hai. Các bạn sẽ móc lên cho mình 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Khi được 10 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và lần lượt đâm kim vào 10 chân ha. Cũng làm tương tự giống như cánh đầu tiên. Chân đầu tiên nè, đâm kim và kéo len. Cũng giữ cái nút mình nó có cái độ rộng vừa phải ha. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai. Kéo len. Chân thứ ba. Chân móc thứ tư. Tiếp tục chân móc thứ năm. Chân thứ 6. Chân thứ 7. Chân móc thứ 8. Chân móc thứ 9. Và chân móc thứ 10. Đâm kim vào 10 chân của cái xích đầu tiên rồi thì tiếp tục đâm kim vào chân ta vừa móc mũi dời á. Đâm kim vào đó và kéo len. Cũng giấu sợi len thừa ha. Sau đó lần lượt kéo len qua hết chân móc trên kim. Di chuyển kim đến chân kế bên của phần nhụy hoa. Đây, móc vào đây cho mình một mũi giờ để mình kết thúc cánh thứ hai. Như vậy là ta hoàn tất được cánh thứ hai ha. Nó sẽ xếp lớp và xoắn lại như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại để mình tạo các cái cánh còn lại cho đến cuối vòng. Tạo một cái cánh tương tự như vậy ha. Ta sẽ gây nên 10 mũi móc xích. Được 10 mũi móc xích rồi thì lên một mũi móc xích. Sau đó tiếp tục lần lượt đâm kim vào 10 chân. Mỗi lần đâm kim thì tiến hành kéo len. Và giữ cái mũi móc cho mình nó vừa phải ha. Chân thứ hai nè. Chân móc thứ ba. Chân móc thứ tư. Chân móc thứ năm. Chân móc thứ sáu. Chân móc thứ 7. Chân móc thứ 8. Chân móc thứ 9. Và chân móc thứ 10. Tiếp tục đâm kim đến cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời đó luôn á. Đâm kim vào đó và kéo len. Sau đó kéo len qua hết chân móc trên kim. Di chuyển kim đến chân móc kế bên của cái phần nhụy hoa. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó sẽ móc tương tự cho đến hết vòng ha. Mình sẽ tạo được cánh hoa như thế này. Móc tương tự cho mình đến hết.
Sau khi đã móc được các cái cánh hoa cho đến hết vòng rồi thì lưu ý cho mình chân móc cuối cùng của cái phần nhụy hoa cũng là chân móc mà mình tạo cái cánh hoa cuối cùng ha. Và để kết thúc cái cánh hoa cuối cùng này nè, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ta bắt đầu móc của cái phần cánh hoa đầu tiên, là cái chân móc mũi dời á. Đâm kim luôn cho mình vào đó và móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời. Kéo sợi len thừa ra phía sau. Tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu hoa cánh xoắn như thế này. Ta có thể trang trí cái mẫu hoa này lên nhiều sản phẩm khác nhau cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn hơn. Mình có chuẩn bị sẵn một cái mẫu thun cột tóc như thế này. Các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu, khâu cố định cho mình cái mẫu hoa này lên trên mẫu cột tóc nè. Và ta cũng có thể thay đổi màu sắc của hoa để phù hợp với mẫu cột tóc hơn ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu hoa cánh xoắn trang trí cho cột tóc như thế này. Chúc các bạn thành công!